phát cá gì phát cá cá ta ủa phát cả chị bác phát kia mà phát cả à, ông thì à, rau cải hôm trước là trồng đấy các bác ạ, là ông có à, hôm nay thì ăn ông là ăn cái rau cải mày đặt cái nồi cắm lợn là cần cháu đừng tưởng là ăn cắm lợn chứ, nồi cơm thì là nồi ở bên kia. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị, à, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực có công việc là đi qua trên chỗ nhà của ông các bác ạ, của ông hai anh em Hải Sử đấy, thì cũng ghé qua đi xuống dưới để mà xem là hôm nay là ông làm gì các bác. Đang đi thì gặp chú của hai anh em Hải Sử đã đi vác đi vác rơm về ấy, cho con trai đi đi chở về, đi chở là gần đến đoạn kia nhưng mà con thì đi xuống xá mất rồi, thì ra là chú lại xuống. Này ông sẽ làm cái lông nào đâu nè nổ. Này sẽ làm cái phang nữa. À, chỗ này thì không có dùng để mà chở được cô bác ạ. Đuổi nó lên đi Hoa, nó không dám lên rồi. Đi tận đâu chăn trâu về đi Hoa. Tận đâu chăn trâu về. Đi xuống ruộng à? Ui. Chăn trâu no sâu sắc không đi được rồi. Đấy, mùa này thì hầu như là nếu như không có đi làm việc gì nữa các bác thì về nhà là chăn trâu là nhiều cả. Thời tiết là nắng như này thì có lẽ là ông lại ở nhà là phơi thóc thôi, cũng không có đi đâu đâu. Đây thì không biết là phải gà của nhà ông, thấy là có mấy con này. Ồ, chim chín khói mà chê. À, ông ấy đang ăn cơm của bác ạ. Cái bắt gặp giờ ông này đang ăn cơm luôn. Chị phát cá chê? Phát cá? Ủa, chị bắt phát kia mà. À, ông thì rau cải hôm trước là trồng đấy của bác ạ. Là ông có à, hôm nay thì ăn ông là ăn cái rau cải mày đặt cái nồi cắm lợn là cần cháu đừng tưởng là ăn cắm lợn chứ, nồi cơm thì là nồi ở bên kia. Vẫn em rau cá gì vẫn em rau cá thế là ngày hôm nay ông là ở nhà là chỉ có phơi phơi rơm của bác ạ. Bán đến nước bé bé gì mà nè, bán đến nước bé bố ờ bán đến nước bé ra liên là tao bé ra. Thế là ăn cơm xong thì ông lại tiếp tục là đi đi làm của bác ạ. Ui, chín giá mà chê. À. Chín đến chì vàng nào chê. À, thế là ông là ăn cơm vẫn còn là rất là ngon của bác. Ăn cơm kèm với lại là rau cải thôi mà ông ăn được tới tận là 3 bát cơm nữa. Bố làm bà chín là chê, là chết mình khỏi ăn rồi. Mới từ trên kia xuống thì mới ăn cơm xong các bác ạ. Không là cùng ông mà ăn cơm là được. Nhà chỉnh tường thì vào trong nhà thì phải nói là cực kỳ là tối các bác. Bây giờ ra phía bên kia nếu mà cháu Lực không bật đèn pin thì chắc là nhìn không thấy đâu. Ở đây có vẻ là mưa mấy ngày này, thành ra là những cái chỗ này thì bị ẩm mốc các bác ạ. Về nhà và trong nhà cũ của ông thì cũng ghi hình rất là nhiều rồi, thành ra là
các bác cũng không có lạ lúng gì nữa. Ở đây là những cái giống bí để mà ông để lại sang năm sau này các bác ở đây ấy. Đây là bác sĩ bí mở ra trên này à? Bác sĩ bí mở ra à. Còn thêm là một cái cân từ thời xưa đó các bác, cân này ấy. Cân này thì hầu như là ở trong làng thì mới dùng thôi. Cân này thì cũng đâu đó cần được tầm độ là một yến đấy các bác ạ. Thế ông thì cái món thịt thuốc lào của ông thì không bỏ được đâu các bác. Đấy, vào trong này thì tối quá. Đây là ông cái này là lụt nếp này các bác này. Lụt nếp này là ông không có dùng để mà tuốt nữa. Ông cái này là nhặt những cái bông rơi, cái bông còn rơi, bông mà bị đủ đổ đấy các bác, đem lên trên này. Còn là những cái bông nào đẹp hơn thì ông để treo lên trên này là nhiều quá. Treo thành từng chùm này. Ở đây thì phải nói là tài sản duy nhất của ông đấy các bác ạ, thóc này. Lên xem là công việc hôm nay là ông ở nhà là làm những cái gì. Phát đèn viên tàu thang thạc khâu dầu chai nó dê nổ. Trời nắng này thì phơi phơi thóc này, phơi rơm rất là tốt. Mà đây dê tập tiết ra hoa mà đây à? Mà đây dê tập tiết ra? Phải đi nào ta? Thời tiết như này thì nắng này thì nó nắng ấm ấm một chút các bác ạ, nó cũng không phải là nắng oi như cái mùa tháng 2, tháng 3 cả. Dê bảy bên 2 mà. Ồ, thằng đấy này ta. Thóc này phơi là phải đảo liên tục được thì nó mới khô được đấy các bác ạ. Phơi dày quá thì nó cũng không khô được. Tranh thủ là trời đang nắng này thì hầu như là lên trên bản đấy, nhà nào nhà đấy cũng phơi thóc rất là nhiều. Thổ văn làng dê này có nó mới thường tù nó. Thổ văn cái đồ chơi bữa chơi đa thường tù nó. Đến cái mùa nào mà ông đi tìm được mật ong nữa các bác thì còn đem đi ra chợ bán nữa. Rơm này cũng phơi ra cho nó khô này thì nó không bị móc được. Chứ mà không phơi thì rất là dễ bị móc rồi. Trên này thì đến hôm nay chẳng lực mấy để ý nữa các bác này. Ở trên này là không chuồng gà đấy, không có lập bằng poro đâu. Là dùng cây tre về để mà chẻ xong rồi để làm thôi. Đấy, đến hôm nay thì chẳng lực mấy để ý thấy. Mọi lần thì lên thì không để ý đâu. Cái lá này như kiểu là lá mông tơi này các bác này, lá này ấy. Mà cái củ của nó thì cực kỳ là giống cái củ của tam thất này, nhưng mà không có phải này. Cái này nếu mà ai không có để ý là nếu mà phơi khô là có thể là giống đến củ tam thất là tầm độ 80%. Nó cũng sần xìu đấy các bác. Văn nó thẳng đi chỉ tay à chứ? Sáng tay. Thế một ngày là cứ đều là ông phơi tầm độ được 3 bao thóc của bác ạ. Phơi nhiều quá thì cũng dày.
ra là nó cũng không thể mà khô được. Trước thì còn đợt mà cháu Đức hay lên đấy các bác thì còn thấy là có hai cái sạp, nhưng mà đợt này thì thấy là còn mỗi một cái thôi, có cái kia thì hầu ông đã gỡ bỏ đi rồi, thế là cũng bị mọt nhiều quá. Ông thì hiện tại là còn thêm là cả hai chú chó nữa, một con thì màu đen, một con thì màu nâu đỏ một chút thôi. Hay lợn ông thì ôi con này là trắng sữa, con này là trắng trắng xóa này các bác. Ở đây thì không biết là ông quay lại để mà nuôi con gì đây đây. Trong này thì không nhìn thấy con gì cả các bác ạ. Này không biết là ông định nuôi con gì đây, thấy kia có một cái khúc gỗ này. Hay lợn của nhà ông thì đúng rồi. Ở đây thì có thêm hai con nữa các bác. Tí nó hỏi ông xem là bên này là ông quay để mà nuôi nuôi con gì đây. Đấy, năm nay là 70-80 tuổi rồi là vẫn còn là ông là vẫn còn là rất là khỏe, các bác rất là minh mẫn nhá. Việc gì là ông cũng có tự làm được. Hầu như là ông không thích phụ thuộc vào ai các bác ạ. Nhưng mà tầm đến tuổi này là ông là vẫn còn chưa có được là chưa có được là hỗ trợ về là cái khoản mà tiền là người cao tuổi đâu các bác. Và có thể là giấy tờ ông là ông chưa có làm được. Đấy, bây giờ nếu mà làm mà giấy tờ đấy không có gia đình ấy, là chỉ một thành viên thôi mà không đi lăn tay đấy là rất là khó xin được giấy tờ, tại vì là tất cả mọi cái thì bây giờ nó đều làm trên hệ thống trên máy tính nó nhiều cả. Nếu mà để mà thích là thích những cái khoảng mà thời gian mà trước kia là ba ông cháu là còn ở với nhau thôi, chứ còn là đến nay bây giờ thì ở đây thì cháu Lực cũng chỉ là người ở bên ngoài, cũng là một người là đóng góp ý kiến thôi, cái nào đúng thì là nói thôi, nhưng mà làm hay không thì cũng đều là do là ba ông cháu cả. Cứ tưởng là làm xong cái ngôi nhà rồi thì ba ông cháu là sẽ có cuộc sống khác hơn đấy. Nhưng mà khác là chỉ có khác hai anh em hài xử thôi. Còn ông thì vẫn là cuộc sống là vẫn như thế cả. Lâu lâu thì nhận được những cái sự tình yêu thương của các bác dành tặng. Đấy, cũng chỉ mong là ông là cuộc sống là một mình là lúc nào cũng luôn luôn là sức khỏe may mắn thôi. Có những cái gì mà giúp đỡ được thì cháu Lực rất là sẵn sàng giúp đỡ. Hay những lúc mà không có ghi hình như này các bác này thì sau cái mà trận cái lúc mà bị là cháu Lực bị nói là cho hai anh em hải sử là ăn thúc độc này kia này vứt đi ấy, thì cháu Lực cũng đã là điều tra lại đấy và xem là hai anh em hải sử có vứt được không đấy, nhưng mà hai anh em hải sử cũng không có vứt cô bác ạ. Đấy, có lẽ là cái lời đấy thì có thể là bác khán giả đấy bác cũng có nói lên ấy, thì có thể là bác ấy ghét bỏ cháu Lực đi chăng nữa, nhưng mà ở đây thì ghét cháu Lực thì cũng không có sao cả đấy, cháu Lực chỉ có sợ là các em lại ỷ lại là nhiều quá thôi. Có thể là các bác giúp đỡ được tầm độ là 5 hay là 10 năm thôi, chứ không các bác cũng không giúp được các bác cũng không có hỗ trợ được chắc các em là cả đời cả. Giúp thì làm sao mà giúp để cho các em có một cái bàn đạp thôi, chứ đừng giúp mà để mà cuộc sống ỉ lại. Tiền thì tiền bạc của các bác thôi, mồ hôi thì mồ hôi cũng công sức của các bác làm ra thôi, chứ không có phải là những cái giọt mồ hôi mà cháu Lực làm ra đưa tiền cho các em tiêu cả.
nay bạn phần long thì thiếu một gì nó dè nổ này mà chắc là cũng đã từng trải qua rồi các bác này, những lúc mà nắng thì phơi không sao, nhưng mà đến lúc mà trời mưa là chạy không kịp đấy các bác, chạy không kịp để mà phơi thóc đấy. Có nhỏ thì có ở nhà thì trọng trách là cũng trong thóc như này, nhưng mà cũng mãi đi chơi không mấy lần là dọn không kịp đấy. Bài gì trứng thủ cảng này gì? Điểm phần này gì trứng thủ cảng này? Thế thế ở vào hôm được mấy? À. Dép thì mặc dù là cũng được các bác gửi đến cho nhiều đấy các bác này. Đây cũng có một đôi. À, dép này thì cháu cũng có. Đấy, nhưng mà ông là ở nhà là ít đôi dép đấy. Thoảng đi ra ngoài thôi. Đấy, đi ra ngoài là làm xong lại về đến nhà lại làm thêm bị thuốc nào nữa. Chẳng ham đi lên, đào này tỏ nê tỏ bụi xít rồi chứ nào. Chúng của ông thì chúng chỉ có một tấm nệm thôi. Tấm nệm này chắc lực như không lầm là cũng được là bà An Phạm nó mua cho này các bác này. Nhưng mà do là cái nệm nó dài quá, thành ra là ở bên kia là bắt buộc là phải khớp lên. Này phi cây gì này à? Áo này thì không biết là áo của ai đây. Áo bát lỗ này. Áo này thì vẫn còn dùng được mà. Thấy lại bỏ vào đây này. Áo này là áo bát lỗ. Nó không dài tay. Chuẩn bị biết ra chứ? Chuẩn bị biết ra đấy. Ờ, phải đi nhát ra. Đấy, ông là bây giờ đi ra xa thì mới đeo dép này các bác này. Đi ra xuống ruộng đấy. Theo ông là đi xuống một tí. Chứ khắc túi chứ? Ừ. Chỗ này thì là hơi bị thấp của bác ạ, thành ra là mỗi lần đi vào là bị cọc đầu á. Ờ, như ông thì đi thì không sao ấy, nhưng mà tầm cháu lực đi thì là phải cúi rồi. Bị tơ vai là gì đó, bị tơ đấy. Ồ. Cái dưới kia thì có vẻ như là có nhà nào là làm là đám cưới sao rồi các bác ạ. Đấy là làm ở nhạc là linh đình rồi. Ô, mùa này thì ông hay đi phơi thóc này. À phơi rơm đấy. Đấy, sau khi mà thu hoạch là lúa là về là rơm này là vẫn còn lấy lại đấy các bác ạ. Này ông bẹc với dân phải chứ? Đấy thẳng số cho phải chứ mấy? À, xô rồi ta. Này là ông là bây giờ là gom lại xong rồi một tí nữa là vác về đấy. Phang này có bó viêng nó dê nào phang này à? Tôi vẫn đào xít vào mấy dình càng ổi nào. Dơm thì mùa này nếu mà bây giờ mà trời nắng này không thu hoạch về các bác ạ, thì mấy nữa là đến là mùa đông là không có gì để mà cho trâu ăn đâu. Lúc nào mà đi qua đây có việc ấy thì tranh thủ là đi xuống cái nhà của ông thăm ông, xem là cái cuộc sống của ông như thế nào. Lúc nào mà không có việc thì chắc là lâu lâu mới lên có một lần đúng không bác? Để tới cho chị thả cảng như thế này à? Ừ. Những cái thửa thế này là cũng là ông là phơi hết đấy cô bác ạ. Ở trên này thì là bây giờ là có thấy có gió thổi rất là to này các bác này.
Vừa mới ăn cơm xong là ông là còn không có tranh thủ là nghỉ trưa đâu bác, vẫn ăn xong là lao vào công việc luôn. Sợ rằng là tối nay là trời mưa thì khóc chỗ này là coi như là công cốc hết cả đấy cô bác ạ. Này vi nào nó dễ nổi nè. Đây gạt là đến nỗi mà cái gốc của cái cây lúa này của bác này dài rồi đấy. Ông mắt tưa mắt đấy à gì? Gom lại cho ông để mà ông buộc lại của bác. Cái này một túi mát đây giá tủ không? Đây bảo ông là nếu mà không đủ một bó thì ông bảo lại để làm là bó to hơn. Cái này là mấy đứa mà thu hoạch rơm xong này có bác này, thu hoạch rơm xong là chân trâu đấy, có những cái hang chuột não ấy là chạy đốt ghê lắm. Có thiểm một tô à dì? Có thiểm một tô à? Ồ, nó đâu tù nổ. Bỏ bé quá. Lên thì thấy là ông có công việc gì thì giúp đỡ ông quá, còn là một mình ông làm thì cũng thấy cũng khá là tội cho ông. Những công việc này thì phải để mà nói thì để mà nặng nhọc quá thì nó cũng không đến nỗi mà nặng nhọc, làm một mình thì cũng hơi buồn thôi. Tầm tuổi như ông thì chắc là kém bà cháu lực là một chút thôi cô bác. Bà cháu lực thì ở nhà thì đến tầm tuổi này thì chỉ có là gọi là đun nước này, đi làm đun nước này kia thôi, cũng không có làm mà nhiều như ông cả. Mắt sợi dây nó é lại nổ. É là nó tốt hơn thiểm này. Đấy. Chỗ của ông thì là gom là hơi nhỏ thôi, phải để thêm thì mới đủ một bó này. Bó này thì đâu đó là chắc tầm 4 đến 5 cân thì có đấy các bác. Sáng này bên lưu bóng hát xưa nó dê nổ. Này mà là mấy đứa mà ông mà cho cháu ăn không hết thì cô bác, ông có thể là bán được một bó này thì bán được đó tầm độ là 5.000 thôi. Nhưng mà có nhiều thì người ta mua.
ngã xin ấu á, ấu đi tôm được hơi sửa ta hài, phong ăn lán ấu á, mi để dao mà đi nửi sửa ta hài đấy á, lán ấu cày mà hơi sửa ta hài chín đi, phong đọc lên, á chiều lán sắp một ngày mau hơi à, một lán á, một lán được bắn hơi nổ, hơi à bóng ra hấp phía ra. Cùng ông nói chuyện về là cái vụ mà hôm nọ là cho hai anh em hải sử ăn cái tôm tép của bác là thuốc độc đấy. Ông nghĩ thì ông cũng thấy tội cho cháu lực của bác ạ. Đấy, cũng mất công là đem lên cho rồi thì lại bị nghĩ như vậy, ông cũng thấy thương. Thế cũng cho các em thì sợ các bác khán giả nói rằng là tại sao lại ai cũng có phần quà mà hai anh em hải sử không có đấy. Nhưng về những cái vấn đề này thì nó cũng khá là nhạy cảm ấy, cho nên là cháu Lực cũng không có đưa lên là nhiều cả. Có những cái là sau bên trong thì nó còn khá là nhiều. Cũng được các bác này, cô chú gửi những cái lời động viên nhiều ấy, thành ra là cũng có thêm động lực rất là lớn để mà tiếp tục là cái công việc thiện nguyện. Đấy. Có những hoàn cảnh thì không mong sao là giúp đỡ được làm nhà. Đấy, chỉ mong sao là chia sẻ lên thì các bác, cô chú, anh chị mạnh thường quân ở trong nước, ngoài nước là cùng nhìn thấy để mà chia sẻ một chút là cái phần nào đấy để gom cho ông thì để ông là tự buộc. Cái này thì tí là hai ông cháu là sẽ vác về. Vác về là xong là còn phải xếp lại nữa. Bây giờ làm đem đi dự trữ rồi đấy. Và đây ông phang nào lấy hai ông thì vai mà tơ nó dê nổ. Gom hết rơm hết thóc là chuẩn bị là cho trâu về chăn thả là thoải mái rồi. Cái chỗ này cháu Lực đang đứng này cô bác này, trước là thửa ruộng là tít dưới kia thôi đấy, nhưng mà bị sạt xuống rồi. Nhìn trong thì có vẻ như rất là nhiều đất cô bác, nhưng mà để mà thu hoạch ấy, thì nó cũng không được bao nhiêu cả cô bác ạ. Một bao một cái thửa như này các bác này, làm thì rất là vất vả, nhưng mà để mà thu hoạch lại đấy thì đâu đó là tầm độ đàm được chắc có khi là chưa được một yến gạo đấy, được rất là ít. Vậy ra phía bên kia thì nắng đẹp hơn, còn chỗ ông mà phơi này thì có vẻ như là cái đám mây đen kia của các bác này che mất cái ánh nắng mặt trời đi mất rồi. Đấy, hôm nay thì lên thì sẽ cố gắng làm sao mà cùng ông là gom hết được những cái chỗ này này để buộc lại. Nếu mà tí nữa hai ông cháu mà còn kịp thời gian đấy vác được về thì sẽ vác, còn không vác được về thì ông gom lại một chỗ xong là lấy bạt về che các bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ dừng ghi hình đã để cùng ông làm cho nó nhanh hơn cô bác ạ. Đấy, đôi khi công việc làm này cô bác này thì mệt đấy, thành ra là cũng không có biết nói gì thêm nữa đấy. Này thì không biết là bé Khánh có ở nhà không, tự đi xem nào. Như trên lòng lắp bên đấy mày nọ. Thế ăn thịt à, ăn thịt. Cháu mày. Thế ăn thịt à, phong. Không nhìn thấy Khánh đâu cả.
Đây cũng đang phơi thóc này các bác này. Nắng này thì phơi thóc, nhà nhà nào cũng phơi thóc rất là nhiều. Cho lực với ông thì đang tít đồng ruộng như này. Đàn nó đã dê đang nặng nè. Hai ông cháu là mới gom được là 1 đến 2 thửa đâu các bác. Cháu máy này đưa bà dê, cháu máy nữa. Cháu máy này đưa bà. Cháu máy nữa. Cháu máy nữa. Ui, xin đi. Cháu nữa. Xin đi, cháu nữa. Cháu nữa. Ồ, ổn chưa. Đây, ông nhìn trên màn hình là không biết là chỗ nào với chỗ nào đâu không bác. Hỏi ông là cái cây này lâu chưa thì ông bảo là khá là lâu rồi. Tê đồng chí nó bắt nó dê rồi, ta dê bị tăng đồng chí nó báo. Ở trên này là chuẩn bị là đi vào và rừng già này các bác này. Ta tít trên này thì có một hai nhà. Ui, tảng đá này to quá. Đây có một hộ gia đình, chắc là hộ gia đình là hộ cuối nhất rồi cô bác này. Thế là cũng đang phơi thóc. Thử đi xem là có ai ở nhà không. Ồ, thế này có một cây dân nổ. Một cây dân nổ mấy. Mấy chị quay lại lại xem một chơi nổ, một chơi nổ tay chơi. Ờ, tay. Rồi ông thì hỏi bà là con sư chơi. À đây có một ai, có một thanh niên nào với tay rồi. Không biết là anh nào đây. À đang nghịch điện thoại. Chạy đâu nhỉ? Đấy, có một thanh niên này đang nghịch điện thoại của bác ạ. Vừa rồi thì thấy chấp chó là vẫy tay một tí mà. Thấy cũng dùng điện thoại ra để quay này. Ní cầu điện thoại mới quay nè. Thấy cũng dùng điện thoại ra để quay. Đấy, cho quay gì. Ôi. Sắp mất sóng rồi các bác ạ, thành ra là hình ảnh nó hơi nhòe một chút. Để thấp quá thành ra là nó mất sóng. Ở trên này thì cái cung đường này người ta đào đi rất là xa các bác. Thực xem là đào đến tận đâu nào. Ôi, không nó nay cho mày nổ. Không nó nay cho mày. Cái cung đường này thì người ta đã đào đến đây đâu các bác ạ, đây. Đào đến đây thôi. Trên này thì có một rừng trúc này rất là đẹp này các bác này. Rừng đây là măng ngọt chứ. Lắc 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 lắc. Đây trên này có vài, có một hai hộ nữa. Ở đây thì có một nhà nào đang làm hay sao nhỉ? Này là cơ đang hoàn dân này thật dê nọ. Xin được lẽ. Đây thì cũng đang chuẩn bị làm nhà hay sao. Đây không biết là làm nhà bằng gỗ hay là bằng gì đây. Thử đi xe phát nào. Ôi, chắc là làm bằng gỗ đâu cô bác ở chỗ này ấy. Đấy. Cột là làm rất là đẹp này. Đây mấy bào bào. Ui, máy tương là gì đâu này à? Ui, phun đèn dạng máy. Đau biển máy. Ui, ván này, rất là nhiều từng ván này cô bác ạ. Ui, cái lá nữ này mà. Chờ mấy, chờ gì à? Chờ. Chạy lồng chạy lại chứ. À, toàn ván là nhiều đâu các bác này. Cột gỗ thì có những cột phải nói là rất là to. Cột này ấy. Đây thì hiện tại là các bác đang dùng máy bảo bào ấy, cho nên là to quá thì không nghe thấy. Này thêm, lấy gì ở phần nó không mà nó? Này là... Lại mình cảnh tạo. Này là thuê người nùng làm thôi các bác ạ.
Ok. Bác là chắc là vẫn chưa để ý thấy đâu. Sóng lại yếu rồi, thành ra là nó có những chỗ nào mà không có sóng ấy nó không đi được các bác. Ồ đây này. Tầm ván nhiều quá. Ui mấy mấy lái nó dê đâu nè. Nó lại không? Nhà chúng này là có vẻ như là làm bằng gỗ nhiều này các bác này, đâu đâu là không thấy gỗ này. Giờ thì chắc là cho quay về thôi. Nhà là gia đình nào cũng phơi thóc này. Ấy dân này dân cơ được một khâu nọ. Nè. Này có lãng nào mình Nè, đây mới nè, đây dân à. à ui xích cái Này này là có một nhà là chưa gạt cô bác ạ. ui sẽ lại chào sang nữa sẽ lại chào chào lên pha một nào Bây giờ thì hai ông cháu là cho về thôi, cho tiếp tục là công việc thôi các bác. Đấy, sau khi mà làm máy thửa chiên xong thì thời tiết lại bắt đầu là nắng hơn một chút rồi các bác ạ. Vừa rồi thì đám mây đen này nó đi mất rồi, nó qua ánh nắng mặt trời rồi. Làm ở trong nó nắng một chút thôi, nhưng mà được cái là rơm nó sẽ phơi được tốt hơn các bác ạ. Để cho ông buộc thì ông sẽ buộc chắc hơn. Mặc dù là ông là nhìn trông có vẻ là lớn tuổi đấy các bác, trông là không được khỏe, nhưng mà thực chất là ông rất là khỏe đấy. Buộc cái này thì phải biết cách buộc ấy thì nó mới chắc được. Còn là như cháu Lực thì khỏe hơn, chỉ có kéo được thôi, nhưng mà không có biết cách buộc thành ra là nó không ăn. Này thì đâu tí nữa hai ông cháu làm thì chắc là tầm độ là hai người làm thì sẽ nhanh hơn các bác ạ. Ở trên vùng cao thì những cái bữa ăn đấy các bác thiếu chất đạm rất là nhiều, nhưng mà có người thì hấp thụ được, có người hấp thụ rất là tốt. Như ông này có một bát bát rau cải thôi mà ông ăn đấy tận được 3 bát cơm liền các bác ạ. Nhảy đến nỗi mic rơi hết cả ra. Này đôi khi mà đang gom gom rơm này các bác này, ở dưới cái phần rơm này có khi là có con rắn đấy, rất là ghê. Nhưng mà rắn này thì nó không phải rắn độc, nó chỉ là gọi là rắn ráo thôi, rắn nó bình thường thôi. Thank you.
lại gom như này lại thì cho ông là chỉ cần việc buộc thôi các bác. Một người gom một người buộc nó sẽ nhanh hơn. Tớ tớ đây lại phang rồi nọ tớ ta. Tớ tớ đây lại phang rồi. Ồ, nó ăn đó. Thế thì phát ăn lưới đâu mấy tuốt phát à? Ồ, ừ, đang xử phát ra. Thời tiết thì bầu trời rất là trong xanh các bác ạ. Ở dưới khu dưới kia khu của nhà cháu Lực các bác này, nhà cháu Lực thì ở dưới kia thì bây giờ là cũng có một số hộ là cũng một số nhà là cũng chuẩn bị là được gặt rồi đấy. Thế như nhà cháu Lực thì chắc là tầm độ 3 đến 4 hôm thì mới được gặt. Thời gian này thì đang chờ gặt đấy là đi đổi công. Cái đổi công với nhau, thành ra là đến lúc mà là mình làm ấy chỉ cần thuê thôi, thuê thêm một hai người là phụ thôi. Lúc nào mà có công chuyện gì đó các bác gấp hơn thì không đi đổi công được ấy thì sẽ lấy thuê là nhiều hơn. Ở trong làng thì chỉ làm 150 là quay đầu thôi, còn những công việc là nặng hơn thì mới đến được mới đến là 200.000. Nó tù mắt à chị? Nó tù mắt à? Vậy đang làm thì có một trận gió thổi về rất là mát, cô bác rất là thích. Ở trên kia thì ông vẫn chưa gom hết đâu cô bác, phía trên kia thì là vẫn còn. Hôm nay thì chắc là chỉ có buộc hết thôi. Một cái thửa này đi thì chắc là đâu đó chỉ được tầm độ là 1, 2, 3 được 7 bó này, 7 bó. Dưới kia cũng được 7 bó nữa. Thửa ở dưới kia thì nó nhiều rơm hơn. Tại vì là lúc mà gạt đấy, ở dưới này là chỗ này là nó có nước ấy các bác. Nó có nước thành ra là gom hết ra bên kia để mà tuốt. Chỗ này thì chắc là có một cái nguồn nước ở đâu đây này các bác này. Ra phía bên kia thì có một cái cây cây kia là cây bồ đề sao các bác ạ? Không biết là có phải cây bồ đề không? À, rất là to cây này ấy. Cây này thì chắc cũng phải đâu đó là tầm độ là vài chục năm rồi đấy các bác, cây này ấy. Má dê mới tú và phúc cái dê nổ. Cháu ông thì có một con thì ông lấy buộc cô bác ạ. Còn một con thì ông lấy thả. Trên này thì có vẻ như là ông trồng rau cải rất là nhiều cô bác ạ. Có vẻ như là bên này là ông trồng là trồng thêm.
Đến năm nay thì khi mà cháu Lực lên là hỗ trợ hai anh em hải sử thôi các bác. Ở đây thì cháu Lực là chỉ là người mà làm cái câu nối thôi. Còn chuyện còn lại thì là các mạnh thường quân là giúp đỡ. Thế tuy nhiên thì hàng xóm đây thì có rất là đông người là không ưa mấy. Tại vì là hai anh em hải sử được giúp đỡ nhiều quá, người ta ghen tị ấy. Đấy, như các em thì phải nói là thiếu đi cái không có bố mẹ đấy thì là không có người bảo ban, thành ra là các em rất là khó của bác cái điều này ấy. Có bố mẹ thì nó vẫn là một cái điều gì đấy nó rất là lớn. Các em thì không có bố có mẹ nhưng mà có ông với lại bà là cũng rất là thương yêu. Bây giờ thì có lẽ là hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác ạ. Sẽ cùng ông là cố gắng là giúp đỡ ông thêm là vài giờ đồng hồ nữa thì cháu Lực cũng sẽ phải là di chuyển là đi về nhà. Và rồi thì cháu Lực có lên trên này là công việc lấy một chút đồ đó các bác. Thì ra là tiện là đường là xuống đi nhà, xuống nhà ông. Để xem là mấy hôm nay là ông ở nhà là làm cái gì cả, làm cái gì. Thời gian này thì chắc là ông vẫn chỉ có đi ra ngoài là những công việc ruộng nương này. Lúc nào mà hết đấy cô bác thì ông mới đi lên đi kiếm đồ kiếm đạc để mà đem đi bán xong có tiền mua mắm muối mì chính này thôi. Đấy, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào cô bác. Ông thử hát cầm nhông rong bác mày. Nhông rong lại vây tay bác mày. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.